Tại nhà thi đấu thể dục thể thao huyện Đất Đỏ, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ tổ chức lễ khai mạc giải võ cổ truyền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mở rộng năm 2023. Giải võ cổ truyền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mở rộng năm 2023 diễn ra từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 5 tháng 12 với sự tham gia của 221 vận động viên đến từ các câu lạc bộ địa phương trong và ngoài tỉnh. Trong đó có 148 vận động viên nam, 73 vận động viên nữ. Các vận động viên thi đấu ở hai nhóm tuổi, nhóm dưới 18 tuổi và nhóm trên 18 tuổi, tranh tài 30 bộ huy chương nội dung quyền thuật và đối kháng.